gì uống ly nước mía bên ngoài à. Đây là đường Mai Nhân Kỵ dọc theo sông Đồng Nai biên hòa đấy, như là bán dừa nước. Nhiêu tiền anh? Tám ngàn. Đây, 8.000 cái gì. Cảm ơn, hút vô, bỏ một tí tắc vô nữa. Mời quý vị nha. Rồi, cảm ơn anh. Công viên Biên Hòa rằm tháng giêng nè, trang trí rất là đẹp, mô hình thuyền sông nước. Đây chú gà trống cái gì, bán đồ chơi, bánh rán nướng. Rồi mời quý vị cùng tôi vô xem đình Tăng Lân, ngôi đình cổ nhất, nổi tiếng nhất ở Biên Hòa rằm tháng giêng nha. Đây là miếu thờ Ngũ Hành. Chú vô tham quan chút xíu, vô cúng thắp hương cái. Vô thắp hương là qua cái đường bên kia kìa. À. Vô có cái cửa. Cái cửa ở bên hông đúng không? Dạ, ở này đóng rồi. À rồi, cảm ơn. Rồi mình đi xuống bên kia cái gì. Rồi, ok.